kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh xuống tương tác với địa hình của miền Trung thì gây ra mưa to cho khu vực từ Quảng Trị xuống đến Bình Định. Lượng mưa các nơi đều vượt 100mm. Dự báo Trung Bộ tiếp tục có mưa to trong đêm nay và sáng mai. Vùng mưa to nhất là từ Quảng Trị xuống đến Khánh Hòa với lượng mưa từ 20 đến 50mm và thậm chí là có nơi trên 80mm. Như vậy, trong đêm nay thì các sông từ Quảng Ngãi xuống đến Khánh Hòa, lũ có thể lên từ báo động 1 đến báo động 2 và thậm chí là có sông trên báo động 2. Nguy hiểm hơn là xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Mưa kéo dài hơn một tuần nay thì ở các sườn đồi dốc dễ xảy ra sạt trượt với khu vực vùng núi từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, Kon Tum và Gia Lai. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác nếu như mà chúng ta nghe thấy các tiếng động bất thường hay là tiếng nổ lớn do đất đá trượt lở và va chạm vào nhau thì phải ngay lập tức chạy khỏi nơi nguy hiểm. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa giảm, sáng đến chiều trời nắng, nhiệt độ ở Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa từ 27 đến 29 độ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh và phần lớn các nơi khác của Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn từ 31 đến 34 độ. Về chiều có mưa dông nhưng chỉ là những cơn mưa rào thoáng qua. Ở Bắc Bộ đêm nay và sáng mai nhiệt độ giảm thấp. Ở vùng đồng bằng, Trung Du nhiệt độ từ 16 đến 17 độ. Ở vùng núi cao như là Sapa nhiệt độ chỉ 8 độ mà thôi. Phải từ trưa và chiều mai thì trời tạnh ráo, nhiệt độ tăng dần lên. Ở thủ đô Hà Nội và phần lớn các nơi khác thì nhiệt độ tăng lên từ 18 đến 22 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Còn huyện đảo Trường Sa, cảnh báo mưa dông đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.